chắc là thua lắm rồi. Giờ quá xe rồi đâu? Điện thoại đó. Xe này của ai? Xe này của ai? Rồi em thấy rồi. Nè. Hàng của người ta. Nó lách con vỏ luôn không. Nó hả? Ờ. Em đạp với anh chạy lên trên đạp xem. Em đạp vô chứ không có tông anh á. Mà nó làm gì vậy? Nó nhập hàng của nhỏ kia mười mấy triệu. Nãy đi. Vô cớ anh ra đường không muốn bắt anh bắt, hiểu không? Rồi em có muốn hình ảnh của mình, bạn bè, gia đình mình coi trên TV, trên mạng không? Hả? À, đâu ai muốn đúng không? Thì nó lừa bên mua bán hàng online ra, nó cướp cục hàng 30 triệu chạy rồi em nghe nạn nhân kêu hồi em dí anh bắt. Cướp mà đâu? Ở ngay trong đây nè, ngay chỗ đường số 1 á. Nhưng mà trước đó là bên phường 1/8 là làm vụ hết 30 triệu rồi. Chị kia làm gì vậy? Chị hai. Tắt đi đừng quay phim chụp hình hết. Rồi đi. Hả? Đồ hàng online sao được mày? Hả? Đồ hàng online sao được? Hả Bỉ? Chạy đâu khỏi nắng em. Cũng có ngày phải rớt thôi. Lấy tiền lấy hàng người ta đem đi bán, lấy tiền tiêu xài đi ba đi bọng này kia chưa luôn anh hả? Chưa hả? Chưa tiền thì còn để dành hả? Không luôn anh hả? À, đi dụ người ta lên.